Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chiếc Thúng Bí Mật Secret Basket. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì Coleman Co đang có mặt tại cổng của chợ đêm Phú Quốc. Và bây giờ đồng hồ mới là 6 giờ 20 phút thôi. Và có lẽ là giờ này vẫn còn hơi sớm đối với chợ đêm. Bởi vì chợ đêm thì mình nghĩ là khi mà màn đêm buông xuống rồi, tầm khoảng 7 giờ trở đi thì chắc chắn là nơi đây sẽ rất là đông. Bởi vì trong đây có rất nhiều món ăn ngon và cũng có rất nhiều đồ lưu niệm đẹp. Và nó có một cái không khí không lẫn vào đâu được so với những cái chợ đêm nơi khác. Và bây giờ thì Coleman sẽ một lần nữa phổ biến lại quy định của Chiếc Thúng Bí Mật. Trong đây sẽ có 3 món và nhiệm vụ của người chơi là phải đoán. Nếu đoán đúng chính xác 2 trong 3 món thì xem như là người chơi chiến thắng. Sẽ nhận được phong bì màu xanh là trị giá 500.000 đồng và một món quà từ nhãn hàng nước mát Sài Gòn. Và nếu như mình đoán dưới 2 món, tức là một món trở lại hoặc không đoán được đúng món nào trong Chiếc Thúng Bí Mật này, thì người chơi sẽ nhận một phần quà tượng trưng 200.000 và phải ăn hết toàn bộ 3 món trong đây. Rồi, còn người chiến thắng thì chỉ cần chọn một món ăn mà mình yêu thích, còn lại 2 món kia muốn mời ai thì mời. Nói chung nội dung của game show Chiếc Thúng Bí Mật nó đơn giản là như vậy, mà rất vui và mục đích để mang đến cho quý vị các bạn những phút giây thư giãn giải trí, cũng như là góp phần quảng bá ẩm thực những cái món ăn ngon của các vùng miền địa phương Việt Nam. Bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta cùng tham quan chợ đêm Phú Quốc. Lắm rồi mới quay lại chợ đêm mà con bác ơi, vui lắm luôn nha. Rồi có đầy đủ đồ chơi hết. Áo quần rồi này nọ này kia đủ thứ. Rồi bên đây là có đậu phộng luôn. Ô có ông Tây làm đậu phộng luôn kìa. Wow. Trong đây có những cái quán hải sản mà mình có thể vào đây để mình chọn lựa này, ăn uống nè ha. Đầy đủ các món hết. Nói chung là vô chợ đêm là đủ hết nha. Rồi hoàng quà lưu niệm nè, bên kia là bán trà nè, bán đồ rất là nhiều thứ luôn. Đó, bởi vậy lý do tại sao mà các cái du khách họ thích đi về Phú Quốc rồi xong họ đi tham quan chợ đêm lại vậy, rất là vui. Gì vậy chú? Hả? Trò chơi, trò chơi. Ê chú này ở trên YouTube hay TikTok. Đúng rồi. Chú không biết nữa. Rồi hello. Hô lè. Hello. Hô lè. Arigato. Hello. Chơi không? Chơi không? Rồi xíu qua mình kiếm nha. Đó, vô đây mình không ăn, mình mua về là lưu niệm luôn, cũng ok luôn nha bà con cô bác. Thôi, anh cho em xin chụp anh tấm hình không? Rồi, ok em. Rồi, chúng ta đi tìm người chơi may mắn ngày hôm nay nha. Rồi. Rồi, vô. Rồi, lẹ lẹ, tôi chạy nha, để nó chạy. Rồi, lẹ, chạy game con nhỏ. Nãy giờ tốn 2 phần game rồi. Rồi đi về chợ đêm cho con vui lắm. Rồi dạ cảm ơn, dạ chạy. Trời ơi nghe cái mùi nè, cái mà nóng hồng hập. Rồi người chơi may mắn ngày hôm nay là ai? Rồi sẽ được hưởng thụ hết luôn. Có một cái món ăn mà 11 chữ luôn, ai mà đoán nó được. Rồi đi rước dâu luôn, trầu cao luôn. Trầu cao tới luôn. Trầu cao vô luôn. Đen. Chào con, vui. Dạ. Rồi, đố biết món gì luôn. Bước vô cái là mình thấy là có kem dừa Phú Quốc, dừa sáp dầm thốt nốt. Chà, cái này cũng là một trong những đặc sản của Phú Quốc nha. Rồi, dạ, chào em. Ủa sao em người Bắc hả? Dạ, em ở gốc ở Nam Định ạ. Rồi, vô đây làm kinh doanh ở đây hả? Dạ. Lấy chồng ở đây? Dạ, chồng em cũng ở ngoài Hà Nội luôn. Chồng em Hà Nội, em vô đây kinh doanh. Wow. Còn em thì có món dừa sáp dầm thốt nốt. Dừa sáp dầm thốt nốt. Đây là dừa sáp. Dừa sáp dầm thốt nốt. Oh, wow. Vô đây năm nào? Em vào từ năm 2015 ạ. 2015? Em bán chợ đêm từ năm 18 tuổi. Rồi, là vô đây định cư luôn? Dạ vâng. Mua nhà ở đây luôn? Dạ. Trời ơi, rồi ở đây là không có để tên luôn hả? Lâm Oanh hả? Dạ, Lâm Oanh là tên của em. Rồi ok. Em biết này gì không? Trong này là món ăn đặc sản. Món ăn hả? Ừ. Chưa có món nào hết, giờ anh đi lựa nè. Dạ. Nhưng mà nếu anh không chọn món của em thì giờ anh mời em chơi cái game show này em chơi không? Được ạ. Dễ lắm, nó có 3 món. Em đoán trúng 2 món thì anh tặng em phần quà. Đó, màu xanh. Có quà luôn. Phong bì là 500 ngàn, coi như khỏi cần mở hàng luôn. Em đoán trúng 2 món là chiến thắng rồi, còn đoán không trúng thì cũng không có gì hết trơn, ăn hết 3 món thôi. Rồi giờ anh đi 1 vòng nha. Dạ. Là nếu mà anh chưa kiếm được người chơi nào anh quay ra em nha. Ok anh.
Rồi chuẩn bị nha, rồi em cứ bán hàng nha, chút xíu rồi anh đi ra nha. Vậy là em mời cả đoàn mình ăn dừa sáp. Mời cả đoàn luôn hả? Ồ. Một ly dừa sáp em bán nhiêu? Một ly dừa sáp em bán là 50.000 một ly. Rồi 50.000 mà mời cả đoàn luôn, giờ em lời luôn rồi đó. Đoàn anh 20 người. Trời, nếu em chiến lên. Thắng thì em có 500.000, mà em mời cả đoàn anh 20 người là hết 1 triệu rồi. Vậy em lời 500.000 thôi. Dạ. Đoàn anh cứ quay lại. Hèn chi bán vậy lời quá ha, mới mua nhà phải rồi ha. Rồi thôi mời các bạn đi. Rồi, ok. Rồi, đố biết món gì luôn. Rồi, ở đâu? Ủa cái này chỗ của người ta hay chỗ con vậy? Đặt bên của con luôn hả? Wow, yeah. Đặt ngồi đi. Rồi, ok. Hết sức bình tĩnh nha. Ngửi thơm thơm ấy ạ. Rồi, thơm thơm à. Ngửi thơm thơm, đoán thử mùi gì nè. Mùi thơm thơm nè. Mùi thơm thơm gì? Có cái mùi gì? Chắc là ngửi có một mùi sẽ là có dầu mỡ này. Mùi là có dầu mỡ, rồi. Có một cái mùi mà rất thơm, rất đặc trưng luôn. Yeah. Mùi rất đặc trưng luôn của Nam Bộ nha. Yeah. Trái cây Nam Bộ, trong đây có 3 món. Món đầu tiên là món kem Nam Từ. Ở trong đây có rất nhiều cái hàng kem Thái Lan đúng không? Kem nhập đúng không? Kem quận Thái Lan ạ. Rồi, quận Thái Lan. Rồi, gợi ý thứ nhất là kem cuộn này mà trái cây. Trái cây Nam Bộ. Rồi, lựa chọn thứ nhất là gì? Kem quận sầu riêng ạ. À? Kem quận sầu riêng. Là một lựa chọn nhất. Rồi, tiếp tục lựa chọn thứ hai là gì? Mình phải có chứng kiến nha, mình đừng có nghe bạn đoán nha. Tức là kem cuộn này mix hai món. Mix hai món. Ừ. À. Kem cuộn sầu riêng xoài. Kem cuộn sầu riêng là chính xác rồi đó. Còn cái loại trái cây cuối cùng là một cái loại trái cây ở trên vùng cao. Cao à? Mà nó rất hợp với lại sầu riêng. Tại vì mix vô nó phải hợp vị nó mới ăn được. Kem cuộn sầu riêng dừa vùng cao. Không phải vùng cao. Nó đồ chứ nó vùng thơ bên vùng đồng bằng. Đồng bằng. Đồng bằng sông Cửu Long. Kem cuộn sầu riêng xoài là cũng là một đáp án đó. Dạ. Nhưng mà giờ cuối cùng con phải chọn lại một loại trái cây ở miền Tây. Rồi bây giờ con chọn một cái nữa này. Kem cuộn sầu riêng dừa và kem cuộn sầu riêng xoài. Rồi bây giờ con phải chọn là đáp án cuối cùng con là dạ, gì? Là kem cuộn sầu riêng xoài. Chốt đúng không? Dạ. Rồi món thứ nhất. Rồi món thứ hai là một cái món món gì nãy mình quên luôn rồi ta. Hả? Món ốc. Món ốc này có trong cái đường này luôn. Dạ. Trong cái khu chợ đêm này luôn. Món ốc này có cái tên là 11 từ. Là 11 từ. 11 từ. Con ốc này là nó có một cái từ biểu tượng của một cái con voi. À. Ốc gì? Ốc voi voi. Ốc ngai phượng. Ốc ngai phượng. Là 11 từ lần đó. Anh nhắc ốc tài tượng là đúng luôn rồi đó. Là được 3 từ rồi đó. Còn 8 từ còn lại. 8 từ nữa. Ừ. Thôi khó quá, đầu hàng đi ha. À, ốc tài tượng trộn gỏi ạ. À? Ốc tài tượng trộn gỏi có 5 từ thôi. Chú Anh, chị để em đi hỏi cho chú Anh. Cho đi hỏi luôn. Em đi hỏi à? Ừ. Ok. Chú chỉ còn luôn là con xuống cái quầy rồi đó. Con ốc tài tượng á, hỏi món gì luôn. Rồi thôi gợi ý thứ ba luôn nè, rồi là phải chốt luôn nha. Dạ. Ốc tai tượng phô mai con bò cười. Biết không phô mai bò cười không? Dạ. Rồi đúng không? Mấy từ rồi? 8 từ. Cái sốt này cũng làm từ một cái loại trái cây ở Tây luôn. Ở Bến Tre. Trái cây ở Bến Tre. Ừ. Bến Tre nổi ở. Có hai món à, một là nướng mỡ hành, hai là nấu cháo. Đó, một nướng mỡ hành, hai nấu cháo, giỏi nè. Mỡ hành cờ nấu cháo hả? 11 từ lần ông. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Thôi chắc là thời gian cũng đã hết rồi ha. Rồi thôi chấp nhận mình đầu hàng cái món đó nha. Đầu hàng món đó, lát là chú vô rồi. Còn cái cuối cùng là cái món thứ ba. Món thứ ba là ở đây là một cái món ăn của miền Tây. Mình hay thấy là đi ăn bánh xèo nè. Bên cạnh cái món bánh xèo nó có món bánh gì nữa? Bánh xèo, bánh khọt. Rồi, chính xác. Có món bánh khọt. Thử gì à? Ốc tai tượng phô mai con bò cười nướng mỡ hành đi, đủ 11 từ đó chú Anh thử đi. Ủa này hay nha. Rồi ok luôn. Ốc tai tượng phô mai con bò cười nướng mỡ hành. Đồ giỏi thông minh. Xuất sắc. Rồi bây giờ món cuối cùng. Bánh khọt gì? Bánh khọt. Thêm một từ nữa là đúng rồi. Chú Anh, thường thường bánh khọt á thì có là tôm nè. Tôm gì? Tôm cái gì, cá gì đó, thịt gì mực. Nhiều lắm. Mực nữa. Bánh khọt là 2 từ rồi. Còn thiếu 1 từ nữa thôi. Bánh khọt, bây giờ bảo là bánh khọt mực. Bánh khọt mực, đúng không? Dạ. Ở chỗ bánh khọt mực luôn đúng không? Dạ. Tôm đi. Chắc chắn không? Bánh khọt cái tôm luôn à. Có mực mà. Tôm đi. Tôm đi. Tôm, chắc. Bánh tột khọt cua đi. Bánh khọt tôm. Khọt
tôm hả? Chắc chắn chưa? Đáp án cuối cùng nha. Vậy là món thứ ba là món bánh khọt tôm đúng không? À, như vậy là chốt lại là đầu tiên là món kem quần sầu riêng xoài. Rồi món thứ hai là món ốc tai tượng. Phô mai con bò cười nướng mỡ hành. Yeah, xuất sắc. Món cuối cùng là bánh khọt tôm. Bánh khọt tôm. Rồi, anh sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem trong chiếc thúng bí mật này có gì. 3 2 1 vô. Rồi, đây có luôn massage mỗi chân, vô đây là massage chân luôn. Đó, gội đầu body đầy đủ luôn. Ồ, bánh bò hả? Trời ơi, thơm quá, khói bốc nghi ngút luôn, ngon quá. Bán gì nữa con? Ồ, cô bé, chào con. Dạ, chào chú. Ừ, con bán món gì vậy? Dạ, đây là kem cuộn á chú. Ồ, kem cuộn Thái Lan á hả? Dạ, đúng rồi. Chấm sao thì cho nó kem, nó kẹo lại. Nó kẹo nó vừa tay mà đánh nhanh lên xíu thì nó dễ bị đau. Con mới làm bao lâu như lâu vậy? À, vậy cũng mới làm đi thôi. Trời, cái này, trời, cái này chú là nghệ nhân này luôn nè. Trời ơi, ghê chưa? Chú có bằng nghệ nhân làm kem cuộn luôn đó. Dữ vậy sao? Nhưng mà chú để bằng nhà rồi. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đó, con làm sao coi chừng nó khét, quên coi chừng nó dính ở dưới đó. Đúng rồi, nó là người cái máy dưới nó cũng sẽ có một cái nút xả kem, nếu mà nó đông quá thì mình sẽ bấm cái nút đó để mình xả cái kem nha. Con đang nhiêu tuổi con? Dạ, năm nay con 17. 17 tuổi, giỏi vậy. Thấy cái tay nghề này là biết mới rồi. Đúng rồi. Nhưng mà dễ thương. Hả? Anh cầm cái thúng. Cái, hả? Game show. Dạ, chào chị. Hello. Hả, à, bán nước mát Sài Gòn. À, mời chị đó chơi game show kìa, anh chị Hồng chơi game show. Ờ, chị Hồng chơi game show vui đó. Ờ, đừng chạy, đừng có chạy. Người ta mang tiền đến ta đưa mà bỏ chạy gì trời. Rồi, một phần bao nhiêu con? Dạ, một phần gì 30 là đồng 30. Giá 30. Ồ. Dạ đây ạ. À, bên con là có thể mix vị được với nhau hoặc là không ạ. À. Giống như là tụi con sẽ có những cái trái cây tươi. Chân ở đó chú thấy là có xoài, dâu, việt quất, kiwi, chuối, đào. Wow. Rồi, ok, lát là chú suy nghĩ nha. Chú đi về chú chọn món là chú quay lại nha. Dạ. Rồi, thấy con dễ thương quá, mới 17 tuổi mà coi như đã bươn chải rồi. Rồi, ok con. Rồi thì chú quay lại chú ủng hộ con một phần kem. Rồi, được rồi. Còn ở đây là kế bên là một cái quầy nướng. Ừ, bạn thấy không, đầy đủ các món luôn, rất nhiều món ngon nha. Phải chỉ đi vô chợ đêm mới có nhiều món như này nè. Nè, cái này món gì bà con biết không? Wow. Món nhum ốc la trứng cút. Ốc này ốc gì em? Ốc tỏi hả? Còn cái món này ốc gì vậy? Là ốc tai tượng anh trai. Ốc tai tượng. Ồ, đỉnh. Ốc tai tượng phô mai đầu bò. Phô mai bò cười. Hả? Phô mai bò cười đó. Ốc tai tượng phô mai bò cười, chờ cái món này, ốc tai tượng phô mai bò cười, xỉu luôn nha, cái này mà đoán chắc xỉu đó, không có giỡn đâu đó. Rồi, sắc suy nghĩ nha, giờ anh đi tiếp một bước nữa nha. Rồi, tôi thấy cái món này vui rồi. Ở đây toàn làm mấy cái đồ mà gọi là món, những cái món ăn ăn vặt là chính. Đó, ở đây có bánh mì nè, ngon quá trời. Ôi, bánh mì thịt nướng luôn, hấp dẫn quá. Cái này là cái này bò hay là? Dạ, bò ạ. Bò, con này là? Này nem, này thịt, này gà. Bò lá lốt. Bò lá lốt, quá hấp dẫn luôn nè. Mình bán theo xiên hả? Dạ. Cứ xiên thì 20 ngàn hả? Dạ. Nè, ăn thử cái đi. Ăn thử luôn hả? Trời ơi, 20 ngàn mà tặng tôi luôn. Ôi, nóng luôn, quá. Khô gì vậy, khô gì không vậy? Dạ, khô cá bò anh. Khô cá bò. Cái này nướng ăn. Wow. Anh nướng ăn tặng luôn. Trời ơi, dữ luôn vậy. Bà con mình mà đi vô chợ Phú Quốc mà mình có khó khăn á, mình không có tiền hoặc là mình mất tiền á, ở đây là cứ vậy mình đứng cho người ta cho ăn miễn phí à. Dữ luôn lắm. Cái ướp ngon lắm nha, của chị. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Dương ạ. Không thấy để tin quầy hết trơn. Dạ, không, cái này em có quán, không có để quầy. À. Ở đây để hẻm 118. Hẻm 118. Lấy luôn. Trời, chờ nướng luôn. Khô cá bò. Này đi quay chương trình gì anh? Hả? Này đi quay chiếc thúng bí mật. Mời nha. Để mời. Để cây thịt bên đây luôn. Dạ dẫn hả? Trời, bỏ vô luôn. Dạ rồi, xin luôn nha, cái này không riêng của mình nha. Rồi. Cho chọn bộ, cho cái đó, cho cái này có ăn lắm. Cho toàn bộ luôn, vô luôn. Rồi. Rồi mời nha, cảm ơn em nha. Rồi, hẻm 118 đó, mọi người thấy không, mới vô chưa? Nói chứ hơi trả tiền chứ để kỳ á. Dạ không, em mời á. Thôi, chưa có bông quán gì, kỳ quá. Bán chiều giờ rồi. Bán chiều giờ hay. Vậy thôi nha, đi nha. Mua mày bán đất nha.
hẻm 118 đó. Ngon lắm luôn bà con ơi. Cái xiên nướng của chị này ngon quá trời ngon. Xin chào, xin chào. Hầu hết hôm nay các quầy ăn giặt rất là nhiều với lại các tiệm hải sản. Hello. Anh còn gom ăn. Cái gì khói bốc nghi ngút phía trước mặt kìa bà con ơi. Ở đây có nhiều rất nhiều món luôn nè. Thì chỗ này cũng có rất nhiều món khói bốc nghi ngút luôn. Cánh gà rồi các loại luôn. Còn có bánh khọt nữa ha. Cái góc này là có luôn bánh khọt rồi, có chả giò nè, có chả cá nè, có luôn há cảo kìa. Tất cả đều làm tại chỗ nóng giòn luôn. Nếu mà nói là cái món này đặc sản của Phú Quốc thì không phải, nhưng mà nó nếu mà đặc sản của miền Tây là chắc chắn là đúng. Đó, và hôm nay thì mình có dịp mình về với lại chợ đêm Phú Quốc. Hy vọng là giới thiệu được với bà con một số cái món ăn ngon trong cái chợ đêm này. Rồi thôi cho anh cái phần 6 cái đi. 6 cái mà người ta ăn người ta mới no, ăn mới nhiều rồi mới là hình phạt. Rồi đúng rồi, cho anh đây lại. Rồi để lên đây đây. Đó. Món thứ nhất. Rồi nước mắm cho ngon, cái keo nước mắm ngon quá kìa. Quậy quậy đó đó. Ai sẽ là người chơi may mắn của tập này đây? Dạ, hả? Chơi đâu anh? Đang đi kiếm người chơi nè. Em chơi nha, em nhìn đi em đoán hết trơn rồi còn gì nữa. Sao chơi khôn vậy? Chơi với ai chơi lợi? Chơi gì ai chơi lợi? Rồi bắt đầu màn đêm buông xuống rồi là chợ chút xíu nữa chợ sẽ rất là đông. Và hy vọng là mình cũng sẽ kiếm được những cái du khách vô đây chơi, kể cả khách nước ngoài. Nãy mình nhớ có một cái cô bé. Mà cái cô bé đó bán kem cuộn rất là dễ thương, mới có 17 tuổi. Cảm ơn lần nữa nha. Rồi mới giờ mới khô ăn ngon quá, mới ăn hết luôn rồi đó. Đang nướng nữa, hai lát vô xin tiếp. Rồi dễ thương quá bà con ơi, đó bà con thấy không, những người Phú Quốc dễ thương vô cùng. Xác định luôn, quay trở lại luôn. Rồi vô luôn con, đó quay lại luôn nè, thấy chưa. Rồi chào con, rồi con cho chú một phần kem cuộn sầu riêng xoài đi, được không? Kem cuộn sầu riêng xoài ba vị luôn hả chú? À? Ủa, sầu riêng là một vị mà. Ú là la. Đó là con có đây. Ủa con đi đâu con? Trời ơi, phải kêu sư phụ, phải rước sư phụ về hả? Trời ơi. Để coi sư phụ làm sầu riêng xoài sao nha sư phụ. Sầu riêng xoài à? Được không? Nó kỳ đúng không? Ok rồi. Sầu riêng dừa đi ha. Dạ tùy em à, kem cuộn sầu riêng dừa. Đó quý vị các bạn thấy không? Đó một cái món làm kỳ công như vậy không? 30.000 thôi. Đó, thấy sư phụ không? Thôi bây giờ mình quyết định đổi ý. Ủa gì vậy? Mình xin được rút lại cái món đầu tiên. Nope. Tại vì cái món đó là người ta tặng. Wow. Rồi, cất đó để dành. Rồi để lên đây luôn. Cái này có chảy à. Em ơi, cái này nướng lẹ không em? Lẹ đó anh. Đây đây cho anh cái món này nè. Ốc tai tượng phô mai bò cười. Con này nhiêu em? Dạ cái đó là con 100.000 anh. Con 100.000 hả? Rồi nướng anh luôn đi. À quá xuất sắc luôn, quá. Mình làm cái rủi con nào. Ôi ôi. Xỉu. Ôi một con to như vậy mà có 100.000 nha bà con cô bác thân mến. Những cái chén này có 20.000 chén. Đây là mua 5 tặng 1 nè. Mua 5 tặng 1 luôn. Đây là chén 30, 4 chén 100 luôn. Ồ đây quá. Quá hấp dẫn luôn. Không thể chịu nổi. Ôi ngốc tượng này ngon quá, có 100.000. Lát mình mua thử ngốc này mình vô ăn đi ra các bạn. Tai tượng phô mai con bò cười. Ốc tai tượng phô mai con bò cười 8 lần, 8 chữ lần chứ không phải 7 chữ. Ôi ôi nó sùi nó chảy ra sao mà chịu nổi. Ôi ôi đẹp quá, nó rớt miếng quanh nha, coi chừng nó rớt miếng nha, bù lại nha. Phô mai này là phô mai bồ cười anh em, cốt dừa. À phô mai bồ cười, nước cốt dừa. Ốc tai tượng, phô mai, con bò cười, nước cốt dừa. Món ăn này có 11 chữ, làm sao mà đoán nổi. Nói chứ cái món này mà gặp người nước ngoài chơi là thua luôn, mình không biết dịch nó như thế nào luôn. Ốc tai tượng mình gọi là giant snail, cheese, laughing cow là con bò cười, and coconut meal. Nước cốt dừa. 3, 2, 1, vô. Trời ơi, kem cuộn gì mà tay quay vậy?
Nó chảy hết trơn rồi dạ. Không sao, chảy gì cũng phải ăn hết thôi. Đây là món ốc tai tượng, phô mai, con bò cười. Chính xác luôn. Ba từ cuối là nướng mỡ hành. Nhưng mà không đúng, nước cốt dừa. Nó có một cái nguyên liệu này anh nói đó. Nước cốt dừa là ở Bến Tre. Rồi ok. Vậy là món này em sai. Sai luôn. Một món sai. Còn kem sầu riêng nha. Cái này là kem cuộn sầu riêng. Dừa. Sầu riêng dừa đúng không? Em nhìn là biết dừa rồi chứ không phải là xoài. Rồi. Vậy là món này trật, món này trật. Suy ra luôn. Còn món cuối cùng là bánh bánh con gì đây? Bánh con. Rồi đúng được món. Rồi như vậy thì em nhận một phần quà an ủi. Một phần quà của nhà tài trợ Nước Mát Sài Gòn luôn. Để đây luôn. Rồi. Trước khi chúng ta kết thúc ở đây thì bạn Anh phải ăn hết ba món. Rồi, trước sự chứng kiến của khán giả, vô luôn. Cái này có được sự trợ giúp không ạ? Được luôn, thoải mái. Đó, nãy nàng đó, đoán sai. Vô đây, vô ăn phụ. Vô bào phụ lẹ lên. 1, 2, 3, vô. Anh này còn phải chấm nữa, không cần chấm. Còn phải chấm nữa, kỹ quá. Ăn từ từ con, mắc nghẹn nha. Ủa, con ở tiệm nào mà con tới tiệm này vậy? Đây, đây. Năm đương nhiên nó luôn hả? Nó chờ chiều tới giờ mà. Nó đâu có ăn cơm đâu. Một phút đã trôi qua. Chúng ta còn 4 phút nữa. 2 phút 30 giây đã trôi qua. 2 phút 30 giây rồi kìa. Biết vô, biết vô. Bê hẳn lên, bê hẳn lên. Con tên gì con? Con tên Nguyên. Nguyên hả? Mấy tuổi? 15. Ăn từ từ con, từ từ. À, đề nghị ban tổ chức mình cho một cái bao lì xì 100.000 đi khuyến khích. Yeah. Nếu như mà bạn này ăn phụ mà hết trong vòng 5 phút thì mình thưởng luôn. Trời ơi, từ từ con, đừng có gì 100.000 hóa nghẹn con. Nước này ngon. Wow. Nước này ngon, đó, đó Nước Mát Sài Gòn đó. Nước này uống mát lắm. Uống mát lắm. Rồi còn 60 giây. Còn 59 55 49 48 Rồi ăn mà được tiền nó sướng quá trời sướng luôn đó. Rồi rồi gửi con nha. Rồi đây một phong bì nhỏ để tiếp sức cho bạn này đã. Rồi ok, kiểm tra đi con. Từ từ con đừng. Đó, nó ngon lắm rồi, dễ thương quá. Rồi ok. Rồi lát chị sẽ tặng cho con một lon nha. Rồi ok. Chương trình Chiếc Thúng Bí Mật hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Chiếc Thúng Bí Mật, được phát sóng trên kênh YouTube và Facebook của Colorman. Và hôm nay là mình rất là vui bởi vì có luôn một người là phụ, một người hỗ trợ rất là nhiệt tình. Đây là bạn Lâm Oanh, có cửa hàng dừa sáp dầm nốt nốt ngay đầu cổng chợ luôn. Rất là vui, cảm ơn Lâm Oanh một lần nữa nha. Rồi chúc Lâm Oanh mua may bán đắt và con bán mình có về Phú Quốc thì ghé ủng hộ bạn Lâm Oanh nha. Và nhớ đón xem chương trình Chiếc Thúng Bí Mật nha. Bà con cô bác mình nhớ để lại comment là muốn Colorman đi về địa phương nào. Rồi mình sẽ, đội ngũ của mình sẽ về ở các địa phương để mình thực hiện chương trình này. Chương trình Chiếc Thúng Bí Mật là ngoài mục đích mang đến cho quý vị các bạn những cái phút giây thư giãn thì còn mong muốn rằng sẽ góp phần quảng bá được ẩm thực du lịch của các địa phương, đặc biệt là những cái ngôi chợ như thế này. Và cũng một phần để tiếp thêm năng lượng cho những bà con cô bác tiểu thương tham gia chương trình vừa vui vừa thư giãn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn.